chị em có mặt trong buổi Zoom rất là đẹp trời ngày hôm nay. Giang xin tự giới thiệu tên đầy đủ là Đặng Thị Hương Giang. Năm nay 43 tuổi. Nhân duyên hợp tác với Silvery thì cũng lâu rồi, từ năm 2015, nhưng mà cái ngày đó thì Giang rất là còn nhiều công việc, là chủ cái spa rất là lớn ở quận Long Biên. Và cũng là em gái của chị Đặng Thị Việt Phương, Giang rất là ngang ngạnh, chỉ sử dụng sản phẩm thôi. Thế nhưng mà khi mà nhận ra được cái giá trị tuyệt vời từ Silvery thì Giang bắt đầu tập trung từ năm 2018, cuối năm 2018. Thì đúng thực sự là tập trung ở đâu nó nở ra ở đấy các anh chị ạ. 4 tháng Giang bước vào chương trình ô tô của tập đoàn, bước vào chương trình nhà tư vấn chuyên nghiệp, cũng giống như là bạn Huyền lúc nãy, đúng không ạ? Và sau khi cuối năm 2018 thì 4 tháng sau, 4 tháng khi bắt đầu mà mở nhà tư vấn chuyên nghiệp thì Giang được mua ô tô và đi xe hơi có người khác trả tiền cho mình thì rất là thú vị các anh chị ạ. Và đến nay thì 9 tháng khi sau khi tập trung thì Giang đã mở được danh hiệu thủ lĩnh và giữ được cái danh hiệu thủ lĩnh đến bây giờ. Rất là tự hào và rất là vui. Và khi mà Giang cảm thấy rằng là mình nhận ô tô thì mình cũng cảm thấy cũng vui, vui vừa thôi ạ. Nhưng mà mình giúp được trong cái hệ thống của mình, hiện nay hệ thống của Giang đang có tới 2.000 người. 2.000 con người sau khi 24 tháng tập trung với Silvery. Rất là vui đúng không ạ? Hạnh phúc vì điều đó. Thì trong hệ thống của Giang, Giang đã giúp được cho 4 người sở hữu được ô tô, mà chiếc xe xe hơi có người khác trả tiền cho mình. Cái điều đấy là mới là cái điều hạnh phúc nhất. Và đến nay thì cái đội ngũ của Giang đã có được một cái đội ngũ mà phát triển rất là mạnh. Xin cảm ơn những người mà hướng dẫn đường cho Giang, và rất là kịp thời là Giang đã nhận ra được cái giá trị này. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã chú ý lắng nghe.